Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với video của cô. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập nằm ở trang 17 và trang 18 thuộc sách Toán lớp 8 tập 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Do đây là bài luyện tập chung, cho nên cô sẽ không nhắc lại những kiến thức có liên quan mà chỉ tập trung vào hướng dẫn giải. Em nào cần xem lại kiến thức cũ thì có thể vào link ở dưới phần mô tả. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Bài tập 1.18 cho các biểu thức. Biểu thức thứ nhất 4/5x. Biểu thức thứ hai căn 2-1xy. Biểu thức thứ ba -3xy bình. Biểu thức thứ tư 1/2x bình y. Biểu thức thứ năm 1/x y mũ 3. Biểu thức thứ 6 -xy cộng căn 2. Biểu thức thứ 7 -3/2x bình y. Biểu thức thứ 8 căn x tất cả chia cho 5. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải. Câu hỏi A. Trong các biểu thức đã cho, biểu thức nào là đơn thức, biểu thức nào không là đơn thức? Bây giờ chúng ta bắt đầu giải nha. Lần lượt mình xét biểu thức thứ nhất 4/5x, thì ta thấy đây là một đơn thức. Biểu thức thứ hai căn 2-1 nhân x nhân y cũng là một đơn thức. Biểu thức thứ ba -3x y bình là một đơn thức. Biểu thức thứ tư 1/2x bình y là đơn thức. Biểu thức thứ 5 1 chia x nhân y mũ 3 thì ta thấy biến x nằm ở dưới mẫu, cho nên đây không phải là đơn thức. Biểu thức thứ 6 -xy cộng căn 2 thì ở đây có xuất hiện phép cộng, cho nên đây cũng không phải là một đơn thức. Biểu thức thứ 7 -3/2x bình y là một đơn thức. Biểu thức thứ 8 căn của x chia cho 5 thì mình thấy rằng biến x có phép căn bậc 2, cho nên đây cũng không phải là đơn thức. Vậy sau khi xét xong mình có thể trình bày lại nha. Các biểu thức là đơn thức gồm 4/5x căn 2-1xy -3xy bình, 1/2x bình y và -3/2x bình y. Còn lại các biểu thức không là đơn thức gồm 1/x y mũ 3, -xy cộng căn 2 và căn của x tất cả chia cho 5. Câu B, hãy chỉ ra hệ số và phần biến của mỗi đơn thức. Đối với đơn thức 4/5x thì hệ số của nó là 4/5 và phần biến là x. Đơn thức căn 2-1 tất cả nhân cho xy có hệ số là căn 2-1 và phần biến là xy. Đơn thức -3xy bình có hệ số là -3 và phần biến là xy bình. Đơn thức 1/2x bình y có hệ số là 1/2 và phần biến là x bình y. Đơn thức -3/2x bình y có hệ số là -3/2 và phần biến là x bình y. Câu C, viết tổng tất cả các đơn thức trên để được một đa thức, xác định bậc của đa thức đó. Tổng các đơn thức trên ta được từ những đơn thức mình đã xét ở câu A, chúng ta sẽ ghép chúng lại với phép cộng ở giữa, ta có được đây 5/4x cộng căn 2-1xy cộng cho -3xy bình cộng cho 1/2x bình y và cộng cho -3/2x bình y. Bước tiếp theo ha, chúng ta sẽ khai triển những dấu ngoặc có thể nè và gom gọn những hạng tử đồng dạng lại với nhau, ta thu được là 5/4x cộng căn của 2-1xy trừ 3xy bình cộng cho 1/2x bình y trừ 3/2x bình y.
Thì sau khi gom lại thành nhóm, chúng ta thấy rằng ở nhóm cuối cùng mình có thể rút gọn lại được, còn các phần còn lại giữ nguyên ha. Vậy mình thu được là 5 phần 4 x cộng căn 2 trừ 1 xy trừ cho 3xy bình, và cái nhóm cuối cùng thì mình gom lại được là trừ x bình y. Bước tiếp theo mình sẽ xác định bậc của đa thức vừa tìm được bằng cách là xét bậc của từng hạng tử trước. Hạng tử đầu tiên 5 phần 4 x, chúng ta thấy rằng x mũ 1 cho nên bậc của nó là bậc 1. Hạng tử thứ hai là căn của 2 trừ 1 nhân x nhân y, phần biến là x mũ 1 và y mũ 1 nên mình lấy 1 cộng 1 được là bậc là 2. Hạng tử tiếp theo âm 3x y bình thì x có bậc là 1 nè, y có bậc là 2, vì bậc của hạng tử này là 3. Hạng tử âm x bình y thì x có bậc là 2, y có bậc là 1 cho nên cũng có bậc là 3. Vậy các con số thu được là 1, 2, 3 và 3. Sau khi so sánh thì chúng ta thấy bậc cao nhất là bậc 3. Vậy đa thức 5 phần 4 x cộng căn của 2 trừ 1 xy trừ 3 x y bình trừ x bình y sẽ có bậc là 3. Bài tập 1.19. Trong một khách sạn có hai bể bơi dạng hình hộp chữ nhật. Bể thứ nhất có chiều sâu là 1,2 m, đáy là hình chữ nhật có chiều dài x m, chiều rộng y m. Bể thứ hai có chiều sâu là 1,5 m, hai kích thước đáy gấp 5 lần hai kích thước đáy của bể thứ nhất. Câu A, hãy tìm đơn thức hai biến x và y biểu thị số mét khối nước cần có để bơm đầy cả hai bể bơi. Vậy muốn tính số mét khối nước cần để bơm đầy hai bể bơi, tức là mình sẽ tính thể tích của hai hình hộp chữ nhật này. Trước tiên ha, mình nhắc lại cái cách tính thể tích sẽ bằng là chiều cao nhân cho chiều dài và nhân cho chiều rộng. Thì đối với bài tập này, thay vì gọi chiều cao thì người ta gọi là chiều sâu. Lần lượt ha, biểu thức biểu thị số mét khối nước cần có để bơm đầy bể thứ nhất là chiều sâu là 1,2 nè, chiều dài là x mét, chiều rộng là y mét, cho nên mình có biểu thức là 1,2 xy và đơn vị là mét khối. Đối với bể thứ hai thì mình thấy rằng có chiều dài và chiều rộng gấp 5 lần bể thứ nhất, cho nên bể thứ hai có đáy là hình chữ nhật có chiều dài là 5x mét và chiều rộng là 5y mét. Tương tự mình có thể tính được biểu thức biểu thị số mét khối nước cần có để bơm đầy bể thứ hai là 1,5 là chiều sâu nè, nhân cho chiều dài là 5x, nhân cho chiều rộng là 5y, mình thu được là 37,5xy, đơn vị là mét khối. Vì để bơm đầy cả hai bể bơi này, mình sẽ cộng hai biểu thức đó lại, tức là 1,2xy cộng 37,5xy và được là 38,7xy, đơn vị là mét khối. Câu B, tính lượng nước bơm đầy hai bể nếu x bằng 5 m và y bằng 3 m. Để tính được câu B này thì chúng ta chỉ cần thay x bằng 5 m và y bằng 3 m vào biểu thức đã tính ở câu A là V bằng 38,7xy, thì ta được V lúc này bằng 38,7 nè, nhân cho 5 và nhân cho 3, kết quả thu được là 580,5 mét khối. Vậy lượng nước để bơm đầy hai bể nếu x bằng 5 mét, y bằng 3 mét là 580,5 mét khối. Bài tập 1.20, tìm bậc của mỗi đa thức sau rồi tính giá trị của chúng tại x bằng 1, y bằng âm 2. Vậy để tìm bậc của đa thức,
chúng ta sẽ rút gọn đa thức đó nếu cần. À, đây là đa thức P. Thì sau khi mình quan sát thấy rằng đa thức P có những hạng tử đồng dạng nên mình sẽ gom chúng lại với nhau. Cụ thể ta được là 5 x mũ 4. À, nhóm đồng dạng thứ nhất là âm của 3 x mũ 3 y và âm của x mũ 3 y, thì chúng ta nhóm lại đồng thời rút dấu trừ ra thì được nhóm là trừ của 3 x mũ 3 y cộng x mũ 3 y. Nhóm tiếp theo có là 2 x y mũ 3 trừ cho 2 x y mũ 3. Rồi hạng tử tiếp theo nữa là 2 y mũ 4 trừ cho 7 x bình y bình. À, sau khi nhóm những hạng tử đồng dạng lại thì mình sẽ rút gọn chúng bằng là 5 x mũ 4 trừ 4 lần x mũ 3 y cộng 2 y mũ 4 trừ cho 7 x bình y bình. Vậy chúng ta vừa rút gọn xong đa thức P. Bước trên đây mình vừa rút gọn xong đa thức P. À, tiếp theo mình sẽ tìm bậc của đa thức này. Muốn tìm bậc thì ta sẽ xét lần lượt từng hạng tử. Đầu hạng tử thứ nhất là 5 x mũ 4 sẽ có bậc là 4 nè. Hạng tử thứ hai là âm 4 x mũ 3 y có bậc là 4. Hạng tử thứ ba 2 y mũ 4 có bậc là 4. Hạng tử thứ tư âm 7 x bình y bình cũng có bậc là 4. Vậy thì bậc cao nhất sẽ là 4, cho nên đa thức P có bậc 4. Tiếp theo, muốn tính giá trị của đa thức này, tại x bằng 1, y bằng âm 2, tức là mình sẽ thay x bằng 1, y bằng âm 2 vào biểu thức P, ta được P bằng 5 nhân cho 1 mũ 4 trừ 4 nhân 1 mũ 3 nhân âm 2 cộng 2 nhân cho âm 2 mũ 4 trừ 7 nhân 1 bình nhân cho âm 2 bình phương, thì kết quả thu được là bằng 17. Tương tự chúng ta sẽ thực hiện với đa thức Q. Sau khi nhóm lại cô được là Q sẽ bằng là x mũ 3 trừ x mũ 3 cộng cho x bình y trừ x bình y cộng cho x y bình trừ x y bình, thì đa thức này sẽ bằng 0. Và đa thức Q là đa thức 0 cho nên là không có bậc. Vậy giá trị của đa thức Q sẽ bằng 0 với mọi x, y. Bài tập 1.21 cho hai đa thức. Đa thức A bằng 7 x, y, z bình trừ 5 x, y bình z cộng 3 x bình y z trừ x, y z cộng 1. Đa thức B bằng 7 x bình y z trừ 5 x, y bình z cộng 3 x, y z bình trừ 2. Câu A là tìm đa thức C sao cho A trừ C bằng B. Chúng ta thấy rằng đề bài đã cho là A trừ C bằng B. Mình cần tìm C cho nên mình sẽ chuyển vế có được là C bằng A trừ B. Lúc này mình sẽ thế hai đa thức A và B vào ta được. Đa thức A, cô viết lại đa thức A. Ở giữa là dấu trừ và phía sau này là đa thức B. Bước tiếp theo mình sẽ khai triển dấu ngoặc đơn ra. Cụ thể là dấu ngoặc đơn phía trước không có gì thay đổi hết. Riêng dấu ngoặc đơn phía sau, phía trước là dấu trừ. Cho nên chúng ta sẽ đổi dấu các hạng tử trong đây. Được kết quả là 7 x y z bình trừ 5 x y bình z cộng 3 x bình y z trừ x y z cộng 1 trừ cho 7 x bình y z cộng 5 x y bình z trừ 3 x y z bình cộng 2. Giờ mình sẽ nhóm các đa thức đồng dạng lại thu được kết quả như sau. Nhóm thứ nhất là 7 x y z bình trừ 3 x y z bình. Nhóm thứ hai là 5 x y bình z trừ 5 x y bình z. Nhóm thứ ba là 3 x bình y z trừ 7 x bình y z. Và một hạng tử không có đồng dạng với hạng tử nào khác là
trừ x y z cộng cho nhóm nữa là 1 cộng 2. Sau khi tính toán theo nhóm xong, mình thu được kết quả là 4x y z bình trừ 4x bình y z trừ x y z cộng 3, và đây là kết quả của C. Vậy C bằng 4x y z bình trừ 4x bình y z trừ x y z và cộng 3. Câu B, tìm đa thức D sao cho A cộng D bằng B. Vì đây từ đề bài ta có A cộng D bằng B, mình cần tìm D cho nên mình sẽ chuyển vế có được là D bằng B trừ A. Thì đối với câu này, em vẫn có thể tính là đa thức B trừ đa thức A, giống như mình đã thực hiện ở câu A. Tuy nhiên, cô quan sát rằng ở câu A chúng ta đã tính là A trừ B rồi, nên ở đây mình có thể biến đổi một chút xíu ha. Mình rút dấu trừ ra sẽ được là trừ của A trừ B. Và A trừ B mình tính rồi, mình có thể ghi vào nè, được là trừ của 4x y z bình trừ 4x bình y z trừ x y z cộng 3. Đây là A trừ B đã tính được câu A. Mình khai triển dấu ngoặc đơn và đồng thời đổi dấu những hạng tử trong dấu ngoặc đơn, ta thu được trừ 4x y z bình cộng 4x bình y z cộng x y z và trừ 3. Đây chính là kết quả của đa thức D. Câu C, tìm đa thức E sao cho E trừ A bằng B. Tương tự ta có là E trừ A bằng B. Lúc này suy ra được là E bằng A cộng B. Giờ mình cũng ghép hai đa thức A và B lại, và ở giữa là phép cộng. Do ở đây là phép cộng cho nên mình sẽ bỏ dấu ngoặc đơn mà không cần đổi dấu hạng tử nào hết. Tương tự mình nhóm lại thành các nhóm như sau. Nhóm thứ nhất 7x y z bình cộng 3x y z bình. Nhóm thứ hai, mình rút dấu trừ ra luôn ha, được là trừ của 5x y bình z cộng 5x y bình z. Nhóm thứ ba là 7x bình y z cộng 3x bình y z. Và một hạng tử không đồng dạng với ai là trừ x y z. Cuối cùng là nhóm 1 trừ 2. Sau khi rút gọn từng nhóm, ta thu được kết quả là 10x bình y z trừ 10x y bình z cộng 10x y z bình trừ x y z và trừ 1. Đây chính là đa thức E. Bài tập 1.22. Từ một miếng bìa người ta cắt ra hai hình tròn có bán kính là x cm và y cm. Tìm biểu thức biểu thị diện tích phần còn lại của miếng bìa nếu biết miếng bìa đó có hình dạng gồm hai hình vuông ghép lại và có kích thước đơn vị cm như hình 1.2. Biểu thức đó có phải là một đa thức không? Nếu phải thì đó là đa thức bậc mấy? Giờ chúng ta có thể quan sát hình 1.2. Phần cần tính là phần màu xanh ở trong hình 1.2. Ta thấy rằng phần màu xanh có thể tính được bằng cách là lấy tổng diện tích của hai miếng bìa hình vuông trừ cho tổng diện tích của hai hình tròn đã cắt đi. Đó là cách để giải. Vì đầu tiên mình cần tính là diện tích của hai hình vuông. Mình nhắc lại, diện tích của hình vuông sẽ là A bình phương với A là cạnh của hình vuông. Từ cái công thức vừa nhắc lại thì mình có thể tính được diện tích hình vuông nhỏ. Thì hình vuông nhỏ có cạnh là 2x, vậy diện tích của nó sẽ là 2x tất cả bình phương. Tính ra được là bằng 4x bình, đơn vị là cm vuông. Tiếp theo, diện tích của hình vuông lớn sẽ là 2,5y tất cả bình bằng là 6,25y bình, đơn vị cũng là cm vuông. Sau khi tính xong diện tích của hai hình vuông rồi, mình sẽ tính diện tích của hai hình tròn đã cắt đi. Với công thức tính diện tích hình tròn sẽ là b
R bình phương với R là bán kính của hình tròn. Vậy lúc này diện tích hình tròn nhỏ là hình tròn nhỏ có bán kính là ít cm, cho nên diện tích của nó sẽ là pi ít bình cm vuông. Diện tích của hình tròn lớn có bán kính là y, cho nên diện tích của nó là pi y bình cm vuông. Như đã nói lúc nãy thì muốn tính diện tích phần bìa còn lại, mình sẽ lấy tổng diện tích hai hình vuông trừ cho tổng diện tích của hai hình tròn đã cắt đi, ta có được 4x bình cộng 6,25y bình trừ cho pi x bình cộng cho pi y bình. Mình khai triển ra, gom gọn lại, và mình có kết quả là 4 trừ pi x bình cộng 6,25 trừ pi y bình phương. Thì ta thấy hai hạng tử của biểu thức này đều là đơn thức hết, cho nên đây là một đa thức. Hạng tử thứ nhất có phần biến là x bình, dị bậc của nó là 2 nè. Hạng tử thứ hai có phần biến là y bình, dị bậc cũng là 2. Vậy biểu thức 4 trừ pi nhân x bình cộng 6,25 trừ pi nhân y bình là một đa thức và bậc của nó là bậc 2. Bài tập 1.23 cho 3 đa thức. Đa thức M bằng 3x mũ 3 trừ 4x bình y cộng 3x trừ y. Đa thức N bằng 5xy trừ 3x cộng 2. Đa thức P bằng 3x mũ 3 cộng 2x bình y cộng 7x trừ 1. Tính M cộng N trừ P và M trừ N trừ P. Giờ lần lượt ha, mình sẽ tính M cộng N trừ P trước. M cộng N trừ P, mình sẽ ghép 3 đa thức lại theo phép cộng và phép trừ như biểu thức đã cho. Bước tiếp theo mình sẽ khai triển ra. Và mình nhớ là trong quá trình khai triển ra thì phía trước dấu ngoặc là dấu trừ, mình sẽ đổi dấu tất cả các hạng tử trong đây. Sau khi khai triển xong, bước tiếp theo sẽ là nhóm những hạng tử đồng dạng lại. Mình thu được là 3x mũ 3 trừ 7x mũ 3. Nhóm thứ hai mình rút dấu trừ ra luôn, được là trừ của 4x bình y cộng 2x bình y. Tiếp theo cộng 5xy cộng cho nhóm thứ ba là 3x trừ 3x trừ 7x. Trừ cho y cộng cho nhóm thứ tư là 2 cộng 1, kết quả thu được trừ 6x bình y cộng 5xy trừ 7x trừ y và cộng 3. Tương tự mình sẽ tính m trừ n trừ p. Đây, mình ghép các đa thức m n p lại theo dấu trừ, và bước tiếp theo là khai triển bỏ đi những cái dấu ngoặc đơn. Tương tự mình cũng nhóm những đa thức đồng dạng lại và rút gọn nó. Kết quả của M trừ N trừ P sẽ là trừ 6X bình Y trừ 5XY trừ X trừ Y trừ 1. Trên đây cô vừa hướng dẫn các em giải bài tập ở trang 17 và trang 18 thuộc sách Toán lớp 8 tập 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chúc các em thực hiện thật tốt phần bài tập này. Nếu thấy hay có thể like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Mọi ý kiến thắc mắc hoặc cần hướng dẫn bài tập nào các em có thể để lại dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.